Rồi, chào tất cả anh em trong hồi máy cày nhé. Hôm trước lên một em 275 thì hôm nay lên tiếp một em này cho có đôi có gặp luôn. Em này là 37 nhá. 37 thì nó vẫn xài ba máy nhá. Dòng Isuki là từ 325 trở lên thì nó xài bốn máy Isuzu. Còn 37 thì nó xài ba máy của Isuki. Con này bán combo cả đầu cả móc nhá. Móc lốc đôi thắng hơi. Cầu 3,5 tấn, số 5 tấn. 37. Lúc cái của nó là đang đi 12,4,26 nha. Trước thì 8,18. Bên 8,16 nhầm. 7,50, 16, 8,16 nữa. Cái này cái góc đạp cũ của nó này. Nó vẫn đang xài được nên bên em không có thay. Yên thì đã thay mới hoàn toàn rồi. 3,17. Đây, động cơ nó thì ba máy nhá. Máy thì khô rang hết. Tí nữa em sẽ test máy đầy đủ cho các bác xem. Hai bơm. Mặt nạ này. Mặt nạ này hồi môi đông bãi là có sắt này rồi. Con này cũng tương tự như con kia là chơi lóc lành lên trên đầu xe luôn. Cái này thì chạy lấy hơi cho nó nhanh này. Bô ra bô nằm đưa lên bô đứng rồi. Đây. Cái này thì trước của nó có một bình hơi ở đây. Bỏ đây luôn, bắt một này. Thêm một bình hơi phù đằng sau nữa. Hai bình hơi. Không bỏ sau móc, bỏ trước đầu xe luôn. Nó chỉ một dây ben, một dây hơi ra chỗ búp xe thôi. Cầm bể nó này, cầm bể cũng còn khô rang hết nhá. Xe về bên em con nào mà hư phớt chỗ nào là đùi trước hay đùi sau thì bọn em thay hết nhá. Thay bảo dưỡng là hết. Các bác về chỉ có việc chạy thôi, không mà chỉnh trọt thì nữa hết đó. Thùng ở đây, thùng Saxi U16 nhá. Gấp đôi này, có số chở luôn, con này thì hơn con này có số đảo chiều luôn này. Cầu 3,5 tấn nhá. Mấy con ốc ở đây là bữa nó bọn nó mới taro là ốc mới hết rồi này, ngay mới hết này, vẫn còn mới nhất cũ là cũng không vệ sinh luôn. Tắc cái lớn này, cầu 3,5 tấn này, lốp thì cũng còn khá là được. Đây, cầu này, cầu 3,5 tấn lốp đôi thắng hơi, móc này thì dài khoảng 2,7 m 2,8 m nữa. Taxi một U12 2 T-Ben. Số lớn cầu lớn. Rồi bây giờ em test cái máy cho các bác xem nữa. Bơm tay lái cho lực. Xe 317 nhé. 317 3 máy 2 cầu. Tay lái cho lực. Cả đầu và móc. Con này em xin báo giá là luôn là 115 triệu nhé. 115 triệu cả đầu cả móc nhá. Có thương lượng cho các bác nhá. Bác nào thiện chí thì đến xem xe tại huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum. Hoặc bác nào muốn mua qua hình ảnh video thì cứ liên hệ Zalo với em, số điện thoại ở mô tả nhá. Rồi, giá xin công khai là 115 triệu nhá. Bác nào thiện chí thì alo cho em nhá. Rồi, chắc chào các bác nhá. Em xin kết thúc video đây đây. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một lượt đăng ký với em. Hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau.